Hàng chục người đã khẩn trương nâng cần cầu lên để cứu nạn nhân bị đè khi đang đi trên cầu cửa lấp nối xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền và phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vụ việc khiến nhiều người đi đường kinh hãi, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2024, một người đàn ông lái xe máy hướng từ xã Phước Tỉnh đi phường 12. Khi đến cầu cửa lấp đoạn thuộc phường 12, thành phố Vũng Tàu thì bị cần cầu đang thi công cầu cửa lấp 2 ngã đè tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu cho thấy cần cầu sập là do các dây cáp bị đứt. Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết cần cầu bị sập đang thi công gói thầu số 21 là xây mới cầu cửa lấp 2 và sửa chữa tăng cường cầu cửa lấp cũ. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến tiếp theo tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.